Chúng mình thuộc nhóm đề tài đánh giá ảnh hưởng của chế độ ăn có sử dụng protein concentrate từ cá tra đến sinh lý và khả năng vận động của động vật thí nghiệm, vinh dự là một trong những đề tài được tham gia vòng chung kết của giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka lần thứ 25. Và sau đây mời các bạn xem qua tóm tắt phần quá trình thực hiện đề tài của nhóm chúng mình. Và với các hàm lượng bổ sung vào khẩu phần thức ăn thương mại là khác nhau được sử dụng trên động vật thí nghiệm, và thông qua kết quả của các bài kiểm tra cũng như là vi phẫu cấu trúc được cho thấy ở các nhóm chuột có sử dụng protein concentrate từ cá tra đều có khả năng vận động, sức bền cũng như là sự phối hợp giữa các chi tốt hơn so với nhóm đối chứng. Sản phẩm này có khả năng tận dụng được cái nguồn phụ phẩm từ cá tra chế biến trong nước cũng như xuất khẩu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và lắng nghe đề tài của nhóm chúng mình.